Em hội hàng 7 thông máy xin chào tất cả các bác nhé. Vẫn như thường ngày ở đầu video hàng ngày thì vẫn là những cái công bố kết quả của mini game dự đoán kết quả chỗ số miền Bắc hàng ngày các bác nhé. Đấy, ngày hôm qua đó là ngày mùng 3 tháng 8 này, nó sẽ là con số 40 các bác nhé. Đấy, ngày thứ 7 ngày mùng 3 tháng 8 là con số 40 cho các bác. Và cũng có rất là nhiều những cái tất cả các bác đã bình luận này. Này, cái này thì em đang kiểm loát lại cái bình luận của ngày hôm qua, có cái video máy rửa siêu âm dây áp lực này. Đấy, có bác thì bình luận 15 29 72 29 này, 54 38 25 88 37 79 87 30 82 77 23 65 30 09 32 67 94 36 46 47 69 và 75 các bác nhé. 25 là bác bình luận đầu tiên. Đấy, video ngày hôm qua thì chưa có bác nào may mắn cả. Đấy, hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em chúc tất cả các bác may mắn nhé. Đấy, sẽ có bác trúng phần quà của bên em. Đây, đây là cái thể lệ của các bác nhé. Hàng ngày thì em sẽ có video. Đấy, có video đăng bán hàng. Thì các bác bước đầu tiên thì các bác đăng ký kênh này. Bước thứ hai là các bác bình luận số dự đoán kết quả số miền Bắc nhé. Chỉ cần hai số cuối thôi. Đấy, cộng vào là ba số đuôi cái số điện thoại các bác đang sử dụng để em xác nhận cho nó dễ nhé. Và kèm thêm một lời chúc may mắn. Các bác có thể chúc các bác trúng giải khác này, hoặc là tự chúc mình đều được các bác nhé. Đấy, phần thưởng sẽ là 500.000 đồng quy đổi ra các bác mua hàng nhé. Các bác có thể mua 2-3 hôm đều được. Ví dụ hôm nay các bác mua một món, ngày mai các bác mua một món cũng được các bác nhé. Đấy, sẽ là 500.000 đồng quy đổi ra tiền mua hàng cho các bác. Đấy. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh để ngày mai em thông báo kết quả thì các bác còn biết là mình đã xem kênh này và mình dự đoán đúng các bác nhé. Đấy. Rồi, mã hôm nay. Hôm nay em sẽ lên cho các bác một số mã ke. Đấy. Đấy, mã cái ke góc này, ke góc hoặc là cái V cho các bác nhé. Các bác có thể gọi là V hoặc là ke góc đều được nhé. Đây, cái này thì nó hình chữ L, em đang xoay ngược ra một chút thôi. Đấy, một chiều của nó này sẽ là 7,3 cm nhé. Và một chiều này sẽ là 4,7 cm nhé. Độ dày của cái ke inox này sẽ là 2 mm, 1,8 nhé, 1,8 mm, chưa được 2 đâu các bác nhé. Đây, ke này này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó này. Chiều dài của nó lên là 1m32 nhé, dài 1m32 này. 132 cm các bác nhé. Đấy, mã M41 nhé. Mã M41 các bác này, có giá là 300k nhé, 300.000 đồng cái này. Tiếp theo cái ke số 2 đó là mã M42 này. Đấy, M42 sẽ có giá là 300.000 đồng nhé. Con này nó sẽ dày tận là 6, à dày 5 mm các bác, con này là dày 5 mm. Chiều dài của nó là 1m22 nhé, 1m22, dày 5 mm. Một cạnh của nó là 5 cm này, và một cạnh của nó sẽ là 4 cm. Mặt này là 5 này, mặt 5 thì có những cái rãnh lỗ ở đây các bác có thể bắt ốc này. Đấy, và mặt 4 thì sẽ có những cái lỗ đã được taro sẵn gen ở đây này. Chứ một lỗ dài và đối diện là một lỗ đã taro sẵn gen cho các bác bắt siết ốc các bác nhé. 300k mã M42, dài 1m22 và độ dày của nó sẽ là 5 mm nhé. Đấy, 300.000 đồng em cũng chỉ loại này này. Em chỉ có một cái một thôi nhé, một cái thôi. Tiếp theo là mã M43 này, 130k một thanh nhé. Một thanh như này. Cái loại này thì em có hai thanh này, M43 em có hai thanh này. Chiều dài là 1m11 các bác nhé, 111 cm này. Chiều này nó sẽ là 4 này, chiều này nó sẽ là 4 và chiều này sẽ là 2 cm, có nghĩa là 4 × 2. Độ dày là 3 mm các bác nhé. Mã M43 có giá là 130.000 đồng một thanh như này.
Tiếp theo là mã M44 nhé, có giá là 390.000 đồng. Ở đây thì em có một cái máng chữ U bằng inox nhé. Đây, máng chữ U bằng inox như thế này này. Cái bản rộng của nó này, bản rộng của nó ở đây tận là 19cm các bác nhé. 19cm, chiều dài ở đây sẽ là 80cm này. Dài 80cm. Cái cạnh này nó bo lên là 2cm và độ dày là 3mm các bác nhé. Độ dày của inox là 3mm, rất là sáng, rất là đẹp này. Các bác có thể về chế làm những cái ghế ở bên ngoài trời đấy. Cái bản này này to nhá. Cái bản này to thì các bác có thể về ngồi chế những cái ghế ở bên ngoài trời cũng rất là ok các bác nhá. Đấy. Ở giá là 390.000 đồng. 390.000 đồng cái máng này. Đấy các bác lưu ý nhá, để ngoài nắng thì ngồi vào bỏng bông ấy các bác nhá. Nó làm bằng inox. Đấy, các bác chế để những cái nơi mát mát thôi. Tiếp theo là mã M45 có giá là 240.000 đồng. Em có những cái ke góc rất là dày như này này. Cực dày, các bác nghe, con này dày là 6mm đấy. Con này là dày 0,56. Cái thước kẹp của em nó đang bị lỗi một chút cho bác nhé. Con này là 5mm nhá. Đấy, bản rộng ở đây sẽ là 16 này. Cái chiều rộng là 16 này. Và cái chiều dài này sẽ là 35,2 nhá. 35,2cm này. Và cái chiều chữ L này là 6cm các bác nhé, 6cm này. Đấy, có lỗ bắt ốc ở đây và rất là nhiều lỗ ở đây các bác nhé. Một cái như này có giá là 240.000 đồng nhé, mã M45 các bác nhé, M45 này. 240.000 đồng, ở đây thì em có 4 cái nhé. Đấy, em có 4 cái này, rất là dày và to và nặng này. Tiếp theo là mã M46 này có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái máng chữ U như thế này. Đấy. Nó là chữ U thôi, mình về mình có thể chế thành những cái mặt, có những cái ghế ngồi rất là đẹp luôn. Đấy. Chiều dài là 32cm nhé. Chiều rộng ở đây nó là 22,4cm này. Đấy. Bo cạnh lên ở đây là 2cm nhé. 2cm, dày inox, dày 3mm. Ở bên trên có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ nhỏ như này, đã được khoan sẵn để lắp đặt thiết bị các bác nhé. Mã M46 có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái các bác nhé. Đấy, mã M46 này. Tiếp theo là mã M47 này. Một cái máng, vẫn là cái máng bằng inox như này thôi. Đấy, chữ U thôi. 220.000 đồng các bác nhé. 220.000 đồng. Em để xuống đo kích thước. Chiều dài của nó sẽ là 50cm tròn các bác nhé. Dài tròn 50 này. Chiều rộng ở đây sẽ là 16,5 này. Và bo cạnh lên là 2,5cm nhé. Độ dày inox vẫn là 3mm các bác nhé. Mã M47 có giá là 220.000 đồng. Cái này em có một cái nhé. Mã M47 em có một cái này. Tiếp theo mã M48 này em có cái khay. Khay bằng inox như thế này nhé, có cái tay nắm ở đây này. Tay nắm này thì làm bằng thép hay sao ấy thôi ấy. À, làm bằng nhôm như nhá, chứ không phải là làm bằng inox đâu nhá. Cái này nó có là khả năng làm bằng nhôm nhá, không hít nam châm. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 36,5 này, tính đến cái mặt tay các bác nhá. Cái phần lòng bên trong nó sẽ dài là 33 này, rộng là 12 này, và bo lên là 2cm này. Đấy, các bác có thể chế những cái khay cầm kéo ra kéo vào như thế này. Mã M48 có giá là 130.000 đồng các bác nhé. 130k. Em có một cái thôi. Tiếp theo là mã M49 này. Cái này thì em cũng chỉ có một cái. Một cái khay như thế này giá là 180k các bác nhé. 180.000 đồng. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 42cm. Đó là cái phần lòng thôi. Phần ngoài cùng nó sẽ là 47,5 này. Chiều rộng ở đây sẽ là 19,8 chứ được 10 nhé. Và bo cạnh lên là 3,5cm nhé. Đấy, inox dày là 2mm. Cái tay này nó hơi bị cong một chút nha các bác nhé. Đấy. Đấy, nó sẽ nâng lên hạ xuống như này. Mã M49 nhé, 180.000 đồng. 180.000 đồng cái khay này cho các bác. Mã M49. Tiếp theo mã M50 có giá là 230.000 đồng này. Em có cái khay inox. À, cái ke inox này rất là hay này. Rất là dài và to rộng các bác nhé. Các bác có thể thoải mái để đồ nhé. Đấy, cái bản rộng của nó tận là 54cm nhé. Các bác có thể để trong nhà tắm để đồ rất là tuyệt vời.
Đấy, kích thước cái chiều này nó sẽ là 15 này, và chiều này nó sẽ là 4 cm nhé, 4 cm. Các bác có thể gá cái này, gá cái mặt này vào tường này. Đấy, hoặc các bác lại vẫn gá bên dưới này để cho để đồ bên trên này. Inox thì vệ sinh rất là sạch sẽ các bác nhé. Inox dày 3mm cho các bác mã M50, có giá là 230.000 đồng một cái, nhưng có hai cái nhé, mã M50 này. Tiếp theo là mã M51, có giá là 90.000 đồng một cái tấm lưới inox có lỗ như thế này. Kích thước chiều dài là 34 cm này, chiều rộng là 16 này, và độ dày là 2 mm nhé, độ dày là 2 mm. Mã M51 có giá là 90.000 đồng, 90.000 đồng một tấm như thế này các bác nhé. Mã M51 90.000 đồng một tấm này. Tiếp theo là mã M52 này, có giá là 130.000 đồng một cái tấm lưới có lỗ như này này. Tấm nó là cái tấm thôi, xong nó đục lỗ chứ không phải là lưới các bác nhé, không phải đan bằng những nghĩa thanh. Cái này là cái tấm nguyên, xong họ dập lỗ ở bên trên thôi. Dài 42,5 này và rộng là 18 nhé, độ dày vẫn là 22 mm. Giá là 130.000 đồng một tấm nhé. Đây em có hai tấm này này. Tấm này thì em có nhiều hơn nhé các bác nhé. Tiếp theo là mã M53 này, em có một cái bộ cơ cấu trượt này. Đây ở khung này nó vẫn làm bằng inox các bác nhá. Khung này làm inox dày 4 mm này. Cái đế dày inox dày 4 mm các bác nhá. Có cái ray trượt bằng thép này. Bên trên là một cái mặt bằng inox. Một cái mặt bằng inox dày 3 mm các bác nhá. Đây, kích thước cái mặt của nó sẽ là 43,5 này, dài 43,5, rộng 27 cm nhá. Và chiều cao tổng thể của nó sẽ là 17 cm nhé. Đây, cái đế của nó sẽ có những cái lỗ bắt ốc ở đây các bác nhé. Có những cái lỗ bắt ốc ở hai bên này này. Đấy. Giá là 600.000 đồng một cái cụm này như này các bác nhé. Đấy. Mã này là mã M53 các bác nhé. 600.000 đồng. Tiếp theo là mã M54 này, có giá là 260.000 đồng. À, 260.000 đồng một cái tấm inox như thế này nhé. Tấm này thì mặt đằng sau đang có một cái lớp bóng này, lớp bọc nhá. Cái này là lớp gen bọc ở đây các bác này. Đấy, lớp ấy bọc này, nó còn rất là mới này. Đấy. Ở cái mặt này đây là em rửa qua nên em chưa lau kỹ, nó đang còn đốm đốm như thế này nhá. Cái này là ấy thôi, lau qua nó sạch thôi. Đấy. Em rửa nhưng mà em chưa lau kỹ nhá. Đấy. Inox có kích thước là 35 x 35 nhé, có nghĩa là cái hình này nó vuông 35 này. Độ dày cái tấm này sẽ là 2 mm nhé. Độ dày tấm này là 2 mm, giá là 260.000 đồng. Mã M54 nhé, mã M54 cái tấm inox như này này, mặt rất là đẹp. 260.000 đồng mã M54 nhé. Tiếp theo là mã M55 có giá là 100.000 đồng 4 cái con ốc như này, 4 cái con ốc bằng inox các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 6 cm, và đường kính gen ở đây là 1.6 nhá. À 1.5, 15 mm có nghĩa là 1.5 cm các bác nhá. Gen 15. Đấy. Gen 15 ốc bằng inox các bác nhá. Đấy. Mã M55 có giá là 100.000 đồng 4 cái cho các bác nhá. 100.000 đồng 4 cái ốc bằng inox như này. Các bác có thể để ngoài trời mưa thoải mái nhé. Ở đây thì em chỉ có vài combo là 1, 2, 3, 4 hoặc 5 combo của cái ốc này thôi các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã M56 này, có giá là 60.000 đồng. Em lại về được vài cái ke như thế này. Đấy, vài cái ke này có bản rộng là 6 cm này. Chiều này sẽ là 22 cm này, dài 22 cm, chiều này sẽ là 4 cm này. Độ dày ke inox này sẽ là 3 mm các bác nhé. À, không phải rồi. Con này sẽ là 3,8 nhé, 3,8 mm, nó chưa được 4 mm thôi, nó rất là dày. Đấy, mã M56 có giá là 60.000 đồng một cái các bác nhé. À, có lỗ bắt ở đây và những cái lỗ bắt ở đây. Mã M56 60.000 đồng một cái cho các bác này. Tiếp theo là mã M58 nhé, có giá là 160.000 đồng một cái trục bằng inox như thế này. Đấy, trục bằng inox này có chiều dài tổng thể này, từ đầu gen này đến đầu gen kia đó là khoảng
48,5 cm nhé, nó hơi dư ra một chút, 48,3 thôi em làm lên 48,5 em nhé. Đấy, đường kính con này nó sẽ là đường kính cái trục này này, đường kính trục này sẽ là 25 mm, là 2,5 cm các bác nhá, 2,5 cm. Đầu này thì có một đoạn đầu gen này, đấy, và rất là dài và rất là to này, inox nhá. Mã M58 160.000 đồng một trục này các bác này. Tiếp theo là mã M59 có giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng hai con lăn bằng thép nha, con lăn bằng thép rất là dày, tí nữa thì rách tay ạ. À, con lăn bằng thép này rất là dày và chắc chắn này. Đó. Hai con lăn rất là đẹp nhá. Đấy. 140.000 đồng hai con như này. Đấy. 142 hai con M59 các bác nhá. Đấy. Rất là dày này các bác ạ. Một con to một con nhỏ nhá. Đấy, một bố một mẹ, à, một bố một con đấy. Giá là 140.000 đồng hai cái cho các bác nhé, mã M59 này. Đấy, tiếp theo là mã M60 này, cái này nó chỉ lăn lăn này. Mã M60 này có một cái khay, khay này thì ở dưới này có hai cái lỗ này, hai cái dưới này hai cái lỗ, còn ở đây có một cái lỗ tròn này. Đấy. Nó như này, còn nằm các mặt thì nó kín hết nhé. Đấy. Ở kích thước của nó này dài là 13,5, rộng là 12,5. Và cao là 11,5 các bác nhé. Đấy, sâu 11,5. Đấy, nó bo cạnh, bốn cạnh hết và hàn kín hết các bác nhé. Đấy. Ở đây thì nó cắt nhìn rất là đẹp này. Đấy. Cái này giá 160.000 đồng, mã M60 các bác nhé. Tiếp theo là mã M61 này, em có những cái chân nhôm như này. Đấy, chân nhôm đặc nguyên khối các bác nhé. Đường kính của nó là 8 cm này, chiều dày ở đây là 3,8 cm này. Hình dáng nó sẽ như thế này các bác nhé. Giá là 60.000 đồng một chân nhé. Em còn ít thôi, còn khoảng 8-10 chân thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã M62 này, em có cái ke chữ L như thế này. Đó, dày 3 mm các bác nhé, 2.8 mm, 2.8-3 mm cái ke inox này. Chiều rộng của nó sẽ là 46 cm này, cái bản này là 46 nhá. Cái phần này sẽ là 13,5 này, và cái phần mong nhỏ nhỏ này nó sẽ là 2,5 cm các bác nhá. Đấy, mã M62 có giá là 150.000 đồng, 150.000 đồng một cái này nhá. Tiếp theo là mã M63 này, những cái ke chữ L, dày 5 mm nhá, rất là dày. Ở đây thì có hai cái hàng lỗ bắt ốc cho các bác có thể bắt này, căn chỉnh trái phải một chút này. Ở đây cũng thế các bác nhé, dày 5 mm và có thêm cái ke vuông ở đây nữa, thì có nghĩa là nó rất là chắc chắn các bác nhé. Các bác có thể tải nặng rất là thoải mái luôn này. Cái bản này nó sẽ rộng là 8 cm này, chiều này dài là 23 và chiều này sẽ là 7,5 nhé. Đấy, giá là 340 hai cái như này các bác nhé, 340.000 đồng hai cái này, M63 nhé, M63, 340.000 đồng các bác. Tiếp theo là mã M64 có giá là 160.000 đồng, 160.000 đồng cái tấm inox dày 2 mm như này. À, vẫn có những cái lỗ bên trên đã bắt thiết bị các bác nhé, họ bắt thiết bị bên trên thì có lỗ bên trên rồi. Đấy, kích thước chiều dài ở đây sẽ là 45 cm nhé, chiều rộng là 21 và độ dày là 2 mm các bác nhé. Giá là 160.000 đồng một tấm nhé, 160.000 đồng một tấm. Mã M64 các bác nhé. Tiếp theo là mã M65 này sẽ có giá là 170.000 đồng cái tấm nhôm, tấm nhôm rất là đẹp này. Đấy. Chiều dài ở đây sẽ là 29 cm nhé, chiều rộng là 16,5 và độ dày nhôm là 1 cm. Đấy, mã M65 nhé, 170.000 đồng một tấm này, em có hai tấm như nhau thôi nhé. Đấy. Tiếp theo là mã M66 có giá là 240.000 đồng này, em có một cái khay, khay này thì ở đây thì nó có thêm cái ke góc ở đây này. Đấy, các bác muốn dùng bình khay thôi thì các bác có thể tháo là lấy hai cái ke góc nhá. Đấy, các bác có thể lấy hai cái góc hai bên này.
Đấy, họ ra thì các bác còn lại là lấy cái khay ở giữa, hoặc là các bác để nguyên thì các bác gắn hai cái phần vị trí này vào bờ tường thì các bác có thể có một cái khay để đồ các bác nhé. Giá là 240.000 đồng nhé, 240.000 đồng cái cụm này. Đây các bác có thể tháo bằng ba con ốc này. Ốc này thì là đấy, ốc này không phải là ốc inox đâu các bác nhé. Em nhìn như thế này hình như là không phải ốc inox các bác nhé. Đấy, hai mấy con ốc này không phải ốc inox đâu. Đấy, 240.000 đồng cái khay như thế này các bác nhé. Chiều dài ở đây nó rộng khoảng là 25,5 này. Chiều này nó khoảng là 24,5 này. Còn một cái phần khay nó sẽ chỉ là 25 với lại là 23 thôi các bác nhé. Còn lại là cái ke này nó đang dôi ra một chút ở đây. Mã M56 này. À, mã M66 này. 240.000 đồng cái khay này, em có một cái thôi nhé. Tiếp theo là mã M67 này, em có những cái cụm chia hơi, chia khí, chia nước cho các bác nhé. Các bác có thể chế cháo về làm những cái đầu chia các bác nhé. Ở đây thì nó còn một ít cái phụ kiện như thế này. Đây, nó còn một ít cái phụ kiện như thế này các bác nhé. Phụ kiện này inox 316, cái này cũng là 316 luôn các bác nhé. Đấy, cái này là 316 luôn này. Đây, inox này. Rất là đẹp. Đấy, 160.000 đồng một cụm này thôi. Đấy, kích thước chiều dài ở đây là 44,5 cm nhé, 44,5 cm. Cái này các bác không sử dụng thì các bác về có thể cưa đi và gắn vào đường ống nhé. Ở trong nhà máy thì ốp vào cái vị trí là cái đầu nối của cái ống to hơn đấy, à, họ có ốp có những cái lỗ này, các bác về có thể chế cháo nhé. À, mã M67 này có giá là 160.000 đồng các bác nhé, 160.000 đồng một cụm các bác nhé. Ở đây thì em có nhiều cụm, có nghĩa là đây có cái nó như nhau, các bác có thể làm đối đầu lại với nhau được các bác nhé. Mã M67 160.000 đồng một cụm nhé. Tiếp theo là mã M68 này sẽ có giá là 280.000 đồng một cây nhé, 280.000 đồng một cây vòi xịt nhé. Ở đây này, ở bên trên thì nó sẽ có những cái lỗ này được khoan bằng inox nhé, được khoan mũi nhé. Cái này họ khoan bằng máy nên các lỗ này nó đều tăm tắp luôn các bác nhé, nó đều tăm tắp luôn, không một lỗ nào lệch với nhau được cả, và nó thẳng lì các bác nhé. Ví dụ mình khoan ấy, mình khoan thì có thể lệch được, mình khoan vì cái inox nó trơn mà, thì nó sẽ lệch đi rất là nhiều, nó không phẳng vào một hướng, nó có thể sẽ lệch đi một hướng hoặc là lệch lên một chút, lệch xuống một chút nhé. Nhưng cái này là họ làm bằng máy, đấy, họ khoan bằng máy nên rất là chắc chắn, họ rất là phẳng phiu các bác nhé. À, lỗ này đều tăm tắp và rất là phẳng cho các bác tia về xịt, làm những cái vòi xịt nước, tưới cây, tưới hoa, tưới cảnh, à, nó rất là đều luôn đấy. Đó, chiều dài của nó sẽ là 62 cm cả cái đầu khớp gen này các bác nhé, 62 cm, inox 316 các bác nhé, inox 316 này. Mã M68 giá là 280.000 đồng các bác nhé, 280.000 đồng một ống nhé, mã M68 này. Tiếp theo là mã M69 có giá là 400.000 đồng một bộ nhé. Ở đây thì em có những cái bộ chốt cửa Superlock. Đấy, con này Superlock nhé, điện sử dụng ở đây là 24V các bác nhé, 24V DC. Đấy, các bác chốt cửa này nó hít rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy. À, những các bác nào có kho, khi mà không ở kho liên tục với những cái cửa sau hay bị cậy phá đấy, à, dùng những cái chốt cửa này, à, chỉ có các bác chỉ có phá cánh cửa ra đi thôi, phải đập cắt hết cánh cửa ra thì mới mở ra được nhé, còn không bao giờ mở ra được. Đấy, vì nó khóa bằng điện rồi, lực của nó tận 300 kg cơ. Đấy, nên mà một người kéo chưa chắc đã mở được các bác nhé. Đấy, đế này của nó sẽ được làm bằng inox các bác này, cái đế này đế bằng inox này, có tay bắt ở đây nhé. Chiều dài phần đế là 28,5 nhé, phần có phần khóa chỉ là 25 thôi, 25, nhưng cái phần hít của nó thì lại ngắn hơn nhé, có cái đế hít này và đi hết được đi kèm các bác nhé. Đây, cái mặt hít đi kèm này. Đấy, hít vào đây. Đấy, các bác về các bác mua mình nam châm cũng được, về chế cái miếng thép này cũng được, cắt cũng được, nhưng mà ở đây nhà trong ấy họ cắt rồi rất là chuẩn luôn, cắt chính xác luôn, thế nên mà vừa khít cái mặt luôn này các bác này. Đấy, thế nên mà nó hít rất là chắc chắn các bác nhá. 400.000 đồng một bộ thôi, 400.000 đồng một bộ khóa cửa. Khóa cửa inox các bác nhá. À, khóa cửa bằng điện nhá, Superlock các bác nhá. Tiếp theo là cái mã chân tăng chỉnh. Chân tăng chỉnh này là 200.000 đồng một bộ 4 chân các bác nhá.
Chân này 200.000 đồng một bộ 4 chân, có chiều cao là 19 cm này. Chiều cao là 19 cm này, đường kính chân đế ở đây là 7,8 cm này. Đường kính gen ở đây là 20 mm, có nghĩa là 2 cm các bác nhé. Đấy, giá là 200.000 đồng một bộ 4 chân nhá. 200k một bộ 4 chân cho các bác, chân tăng chỉnh này. Tiếp theo là mã M70 có giá là 50.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em có những cái mặt công tắc ổ cắm như thế này này. Đấy. Của Hàn Quốc các bác nhé, hàng tháo máy của Hàn Quốc, có một cái ổ dây mạng ở đây nhá. Cái ổ nối hai đầu dây mạng ở đây này. Đấy, ổ này thì ổ dự phòng để cho các bác có thể để những cái thiết bị khác như cái cắm HDMI các kiểu đấy. Đấy. Một cái ổ này có giá là 50.000 đồng nhá. Cái này là bằng càn, bằng những kiểu nhôm pha các bác nhá. Đấy. AC 250V nhá. Con này thì 16A các bác nhá, 16A. Rất là đẹp, 50.000 đồng một cái nhá. Mã M70 các bác nhá. Mã M70 50.000 đồng một cái ra. Tiếp theo thì em vẫn còn rất là nhiều những cái bánh răng như thế này nhá. Một vài combo bánh răng này nữa. Đấy. Giá là 100.000 đồng 4 cái bánh răng nhé. 100.000 đồng 4 cái cho các bác này. Bánh răng cho các bác về, các bác chế những cái bộ chuyển góc nhé. Bánh răng treo chéo này. Thì các bác về những cái bộ chuyển góc, các bác thấy trong những cái bộ V-Sign nó hai cái chuyển góc như thế này. Một cái trục và nó xoay hai bên đấy. Đấy. Giá 100.000 đồng 4 cái cho các bác nhé. Cái này thì còn ít thôi các bác nhé. Tiếp theo là những cái gối bi này. Em có những cái gối bi, đây là gối bi số 1, giá là 40.000 đồng 2 cái cho các bác này. 40k 2 cái gối bi này, kích thước chiều dài phần đế là 10 cm này. 10 cm các bác nhá, chiều dài phần đế này. Chiều cao phần đế ở đây, chiều cao của nó sẽ là 5,5 này, và đường kính của cái trục này là trục 20 mm, là 2 cm nhá. Cái trục của cái con này cũng là 2 các bác nhá. 2 cm luôn, hai cái trục này là 20. Trục 20 ấy này mà các bác có thể gắn lại với nhau, các bác có thể kết hợp giữa bánh răng và con này để làm những cái trục khỉu chuyển vuông góc các bác nhá. Đấy, 40.000 đồng 2 cái con này, đằng hợp kim nhôm. Rất là nhẹ và rất là chắc chắn nhá. Tiếp theo thì ở đây em có những cái chân đế này, chân đế số 5 các bác nhá. Đấy, chân đế này thì em có bọc sẵn rồi, em bọc sẵn lại để cho đỡ han. Cái này để ra một cái để quay đi quay lại thì nó có bị han do thời tiết miền Bắc hay mưa ẩm ấy. Thì để ngoài trời thì để ngoài đây thì mưa ẩm. Đấy, thì nó sẽ có bị ố nhá, nó không phải là han đâu, nó bị xỉn cái màu xuống thôi. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 14 cm này. Chiều rộng là 10,5 này, và chiều cao của nó là 11 cm các bác nhá. Một cái chân đế này rất là dày. Chân đế này thì các bác có thể về làm đe mini này, làm những con đe nhé, làm những cái đe vì cái mặt này rất là dày này, hai mặt này siêu dày luôn nhé, siêu dày. Các bác có thể về làm đe thoải mái nhé. Con này dày gần 3 cm cái đế này. Đấy. Con này là 2,7, 2,7, 2,8, còn con này là 2,4, 2,5 gì đấy. Đấy, hai cái mặt này rất là dày, các bác có thể về làm đe làm đế các bác nhé. Đấy, giá là 180.000 đồng một cái nhé. Các bác mua một cái này này. Đấy, các bác mua một cái này thì với ship nó được khoảng 40 đến 45.000 đồng các bác nhá. Đấy, những cái đe cái đế này rất là nặng, hàng đặc mà. Hàng đặc nên nó rất là nặng các bác nhá. Tiếp theo là mã M32 này. Ở đây thì em có một cái dây chịu áp tận là 200 kg các bác nhá. Dây chịu áp 200 kg. Đấy, nó sẽ chịu được áp là 3120 PSI. 21,5 MPa nha các bác nhá. Đấy, dài 6 m. Đấy, hai đầu thì là ống 27 này bằng inox các bác nhá. Đấy, giống ống 27 bằng inox 304. Đấy, dây dài 6 m và rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, giá là 3.650.000 đồng, mã M32 các bác nhá. Tiếp theo là ở bên trong này là mã M33 này. Cái dây này chịu áp chỉ được có 20 cân thôi. Dài là 93 cm các bác nhé. Dài 93 cm. Dây thì có Mỹ sản xuất nhé. Made in USA các bác này. Dây của Mỹ sản xuất các bác nhé. Hai đầu gen này là đầu gen 13 mm. Giá là 100.000 đồng một sợi. 100k một sợi các bác nhé. Cái này thì em chỉ còn khoảng 5 sợi thôi. Tiếp theo là mã M34 này.
sẽ có giá là 650.000 đồng một con motor giảm tốc kèm hộp số nhé. Con motor này thì nó mất cái tem rồi, tem này bị mờ mất rồi nhá. Tem này mất tem rồi, nhưng mà em áng chừng công suất của nó khoảng 60W các bác nhá. Công suất khoảng 60W. Đấy, con này thì mất tem, hàng của Hàn Quốc, GGM của Hàn Quốc thôi. À, chẳng qua bị mất tem rồi. Đấy. Đó, hộp số giảm tốc xuống 1/60 các bác nhá. Đấy, hộp số giảm tốc 1/60 này. Đấy. Mất tem mà công suất khoảng 60W thôi các bác nhá. Các bác cho các bác về chế cháo nhá. Giá là 650.000 đồng nhá các bác nhá, 650.000 đồng. Đó là cả hộp số và cả động cơ nhá. Đây là con hộp số này và đây là con động cơ nhá. 650.000 đồng. Đấy, cũng khá là hợp lý cho các bác nhá. Mã M34 các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ có những con relay. Gọi là tiếng Anh gọi là relay, nhưng mà tiếng Việt mình gọi là rơ le các bác nhá. À, gọi rơ le cho nó dễ hiểu. Con rơ le này thì là hãng Kacon của Hàn Quốc, công ty nó đặt tại Trung Quốc, thế nên là made in China thôi, giống như Samsung đặt tại Việt Nam thì có made in Việt Nam thôi. Nó vẫn dùng một cái cuộn coi để hút. Nó cơ cấu thì giống y hệt là khởi động từ á. Nó dùng một cái cuộn coi nó hút các tiết điểm để thông lại với nhau thôi. Con này thì sử dụng coi DC 24V vì nó ghi là rơ le mà. Rơ le thì nó chỉ dùng những cái cuộn điện vôn nhỏ thôi các bác nhá. Con này ăn dòng thấp nên mà các bác lưu ý nhá, ăn dòng thấp các bác cấp dòng cao 24V vào đây là cái cầu chì của nó nhảy tưng 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 này. Đấy. Ở đây thì nó ghi là coi DC 24V và 25A 250V, này có nghĩa thì nó chịu được là 25A điện 220V các bác nhá. Đấy. Mã rơ le số 1 giá là 40.000 đồng một cái cho các bác nhá, 40.000 đồng một cái thôi. Tiếp theo là mã M36 này có giá là 350.000 đồng một con động cơ Orion Motor của Nhật Bản này. Con này thì sử dụng điện 220V, công suất là 10W, tốc độ quay là 750 vòng trên 1 phút. Dùng một con tụ 3 microfarad các bác nhá. Hộp số của nó này giảm tốc 7,5 lần, có nghĩa là lấy 750 chia cho 7,5 thì nó quay được 100 vòng trên 1 phút các bác nhá. Mã M35 có giá là 350.000 đồng này. Các bác về lấy một con tụ 3 microfarad đấu vào hai cái đầu dây đỏ và hồng. Đỏ và hồng, và sau đó các bác lấy một đồ đen và bất kỳ hai đầu như thế này. Các bác đấu vào 220V là nó sẽ quay tiết mù cho các bác nhé. Tiếp theo thì em có những con motor hút bụi 250k các bác này, 2000W các bác nhá. Con này công suất của nó là 2000W, giá là 250.000 đồng. À, hai vị trí gắn điện là nằm ở đây các bác nhá, ở bên cạnh cái tem QCPAD này. Nó sử dụng điện AC 230V và công suất là 2000W. Đấy, tốc độ quay là 3340 vòng trên 1 phút, 3434 vòng trên 1 phút các bác nhá. À xin lỗi các bác, 34.340 vòng nhé, vì nó hút bụi rất là mạnh. Đường kính của nó sẽ là 13,5 này, và độ dày khoảng là 12cm các bác nhé. Đấy, mã motor hút bụi có giá là 250.000 đồng một cái cho các bác này, 250.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo thì em có những cái con công tắc hành trình số 1 này. Con này thì là con công tắc của Telemecanique này, Oxyswitch. Cái hãng này thì là hãng của Schneider các bác nhá, công ty con của Schneider này. Các bác nào chuyên điện thì các bác biết con này rất là xịn nhá, rất là xịn sò các bác nhá. Nó sẽ đóng ngắt được điện 240V và 3A. 240V và 3A nhá, có nghĩa là công suất là 600W đấy. Đấy, dòng điện tức thời nó có thể đóng được là 10A, có nghĩa là 2000W. Đấy, thường thì nó chạy liên tục thì sẽ là dưới 600W thì nó sẽ chạy liên tục nhé. Đấy. Hàng tháo máy thì chắc chắn là có bụi bẩn thôi. Đấy, con này thì làm bằng inox này, cái chỗ vần này nó làm bằng inox thì không han rỉ đâu các bác nhé.
Ở đây thì sẽ có là hai cái lỗ ốc để các bác có thể bắt từ bên trên xuống các bác nhé. Đấy. Các bác có thể tra mã này, tra giá trị thực tế của nó trên thị trường này bằng cách này. Đấy. Gõ cái chữ Telemea Canique này, kèm theo cái mã ZCP21 này. Đấy, các bác nhìn hình dáng của nó nhé và chọn đúng cái hình dáng thì các bác có thể biết được giá trị thực tế của những cái con công tắc hành trình như thế này các bác nhé. Giá là 90k cho một cái này, hàng này cũ đã qua sử dụng rồi các bác nhé. Đấy, hàng tháo máy đã qua sử dụng. Đấy, công tắc hành trình số 1 giá 90.000 đồng một cái cho các bác này. Em thì có số lượng cũng khá là nhiều ở đây nhé, các bác cần thì có thể nhắn tin qua cho em nhé. Tiếp theo thì em có một con quạt của Đài Loan này, Futech của Đài Loan này. Điện sử dụng là AC 230V, công suất là 17W. Đấy, công suất là 17W các bác nhé. Khung nhôm cánh nhựa có cover bằng thép ở đây rồi. Kích thước của nó sẽ là 12 x 12 các bác nhé. Và độ dày là 4 cm. Đấy. Những cái quạt Đài Loan này sẽ có giá là 110.000 đồng một cái cho các bác nhé. 110.000 đồng một cái nhé. Hàng em vẫn có số lượng các bác nhé. Rồi, tiếp theo ở đây thì em sẽ có những con quạt của Đức các bác nhé. Quạt là FBM Pass này, Made in Germany này. Con này điện sử dụng là 230V, công suất là 115W các bác nhé. Tốc độ quay là 2.700 vòng trên 1 phút. Đấy. Ở trên thân nó có ghi là có ghi năm sản xuất nữa luôn các bác nhá. Đấy. Con này là 02/08 này. 02/08. Em cũng không không rõ là nó đọc xuôi hay đọc ngược. Tháng 8 năm 2002 hay là tháng 2 năm 2008 thì em cũng chưa rõ các bác nhá. Thì em sẽ xem con tụ này. Ở đây con tụ này. Con tụ thì nó sản xuất tuần con này thì không sản xuất tuần nữa rồi. Con này khả năng là sản xuất năm 2008 các bác nhé, hoặc là 2002 thì đúng hơn, cũng không rõ đâu các bác nhé. Con này không biết sản xuất năm nào đâu, nó ghi 02/08 thôi. Không, em không đoán chừng nữa các bác nhé. Cái con hôm trước ấy thì em có trên thông số nó có ghi thì em còn biết được chứ. Con này thì không đoán chừng được các bác nhé. Đấy, nhưng mà khá là cũ rồi, khoảng mười mấy năm rồi các bác nhé. Đấy, hàng của Đức này, có những cái đế ở đây và có những cái lỗ ở đây để các bác bắt ốc nhé. Đấy, các bác về đấu điện thì các bác chỉ đấu một dây xanh và một dây trắng như thế này thôi này. Ví dụ các bác muốn xoay ngược chiều thì các bác đấu dây xanh và dây cam như thế này, dây cam trắng này. Hoặc là dây xanh, hoặc dây xanh và dây đen trắng này, hoặc dây xanh và dây cam trắng này, dây nâu trắng này. Cái này là cố định các bác nhé. Hai dây này là dây đảo chiều thôi. Đấy, các bác cấp điện 220V vào đây là nó chạy ok các bác nhé. Đấy, đường kính của nó sẽ là 23 cm nhé. Và đường kính của cái miệng hút này sẽ là 16 cm này, 15,8 các bác nhé. Độ dày ở đây nó sẽ rơi vào khoảng là 8 cm các bác nhé, 8 đến 10 cm. Nếu mà cả cả cái đế thì nó sẽ là phải rơi vào khoảng 9 đến 10 cm đây các bác nhé. Giá là 480.000 đồng một cái quạt Đức 115W nhé. Ở đây thì em có thêm một cái loại mà nó có cái gì nhỉ? Có ghi ngày tháng sản xuất các bác nhé.
Đây, ở đây thì em có thêm một cái loại có chữ của nó bằng màu xanh này. Chữ của nó màu xanh là tuần thứ 11 năm 2003 nhé. Tại vì ở đây thì em sẽ đoán theo là con tụ này. Con tụ ở đây nó ghi là W20 năm 2003, thì em sẽ biết là cái này cái ký hiệu tuần của nước ngoài họ ghi nhá. Tuần 20 năm 2003 thì em sẽ sang bên đây luôn là tuần thứ 11 năm 2003 này. Đấy. Ở đây thì có cả một con tem xanh và có loại tem xanh và loại tem trắng các bác nhá. Đấy, giá thì như nhau thôi, công suất đều như nhau. Cùng trên một cái máy xuống nha các bác nhá. Đấy. 480.000 đồng một con quạt quạt Đức 115W nhá. Quạt Đức 115W 480.000 đồng một con cho các bác nhá. Tiếp theo thì em có những cái con nguồn 12V 17A. Giá là 250.000 đồng các bác nhá. 250.000 đồng một con nguồn 12V 17A. Hàng của MWK Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc. Điện đầu vào thì các bác có thể sử dụng điện 110 hoặc là 220V các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy phụ kiện linh kiện này, nó không có quạt tản nhiệt đâu các bác nhá. Khung nhôm vỏ nhôm và có một cái đế nhôm ở đây các bác có thể bắt ốc này. Này, bắt hai cái ốc bên ngoài. Bên ngoài đây là được các bác nhá. 4 con, hai bên mỗi bên hai con này. 250.000 đồng một cái các bác nhá. Đấy. 12V 17A. Các bác có thể là thắp sáng đèn LED 12V hoặc là dùng cho camera gia đình. Tiếp theo thì ở đây em có con 12V 50A này. Giá là 600.000 đồng một con các bác nhá. Đấy, vẫn sử dụng điện từ 100V hoặc là 220V, các bác có thể thoải mái nguồn cấp nhé. 100V hoặc 220V này, thoải mái luôn này. Đấy, nguồn đầu ra của nó là 12V 50A DC nhé. Vẫn là các bác có thể thắp đèn LED này. Đấy, thắp đèn LED hoặc là chạy nguồn cho những bộ camera các bác cần nhiều thì có nhiều thôi, có quạt tản nhiệt các bác nhé. Loại này to, vẫn có cái đế nhôm để các bác bắt này. 600.000 đồng một cái nguồn như cái này nhé. Hàng khá là đẹp luôn cho các bác này. Tiếp theo thì em lại có những con quạt Đức khác nhé. Quạt này thì sử dụng được điện từ 9 đến 30V. Các bác dùng điện áp càng thấp thì quạt nó quay càng chậm thôi các bác nhé. Công suất là 30W đạt được khi mở điện 24V nhé các bác nhé. Đấy, con này là hàng của Đức, sản xuất tại Hungary các bác nhé. Hàng của Đức sản xuất tại Hungary. Hàng tem hơi xấu một chút các bác nhé. Hàng tháo máy xước sát này, tem hơi xấu nhá. Đường kính của nó sẽ là 17cm này và độ dày là 5cm các bác nhé. Đấy, khung nhôm cánh nhựa các bác nhé. Mã M37 có giá là 150.000 đồng. Tiếp theo là mã M38 này, có giá là 170.000 đồng này. MPBAT của Đức, sản xuất tại Hungary. Đấy, sử dụng điện từ 9 đến 29V DC. Ở 24V thì nó sẽ đạt công suất là 41W nhé. Càng cao thì là công suất càng lớn thôi các bác nhé. Càng mạnh, quạt gió thì thổi càng khủng khiếp luôn. Đường kính của nó vẫn là 17cm này. Và độ dày vẫn là 5cm các bác nhé. Độ dày vẫn là 5cm này. Mã M38 có giá là 170.000 đồng các bác nhé. 170.000 đồng một cái cho các bác nhé. Khung nhôm cánh nhựa hết các bác nhé. Tiếp theo thì em có những cái mặt sấy bằng sứ này. Giá là 150.000 đồng một cái này. Hàng này thì em bán rất là nhiều rồi. Và có rất là nhiều. Thế nên mà các bác thoải mái nhé. Mua 5, 10, 20, 30 cái vẫn còn đủ cho các bác nhé. Đấy, mặt sấy bằng sứ rất là đẹp này. Đây là chân cắm điện của nó thôi. Chân cắm điện này có bọc sứ và có rắc cao, có cốt ở đây rồi các bác nhé. Kích thước tổng thể của nó sẽ là 25cm này, chiều rộng là 10 này và độ dày là khoảng là 7cm nhé. Cái vỏ bên ngoài này nó là bằng inox các bác nhé, inox chứ không phải thép đâu. Inox nó có nhiệt vào cái nó nhìn như kiểu là bảy màu titan này các bác này. Đây, sử dụng điện 230V, công suất là 600W và 900 độ C max các bác nhé. 150.000 đồng một cái cho các bác này.
Hàng này có nhiều cho các bác sử dụng các bác nhé. Tiếp theo là mã M39 này có giá là 110.000 đồng 4 cái miếng mica. Đấy, màu vàng chanh như thế này các bác này. Tất cả qua cái mica này thì chuyển sang màu vàng chanh hết. Đấy, không có cái gì không chuyển qua đây các bác nhìn này. Đấy, sau khi qua cái này thì tất cả các quạt cái này nó thành màu vàng chanh hết các bác nhá. Đấy, chiều dài của cái miếng mica này nó sẽ rơi vào khoảng là 59cm, 58,8 nha em, là 59 các bác nhá. Chiều rộng ở đây là 9,5 và độ dày là 5mm nhé. Có một cái tấm này nó hơi xước một chút này. Hàng thảo máy các bác nhé. Đấy, 100.000 đồng 4 tấm nha. Mã M39 nha các bác này. Mã M39 100k 4 tấm cho các bác nhé. Tiếp theo là mã M40 này. Sẽ có giá là 150.000 đồng 4 tấm nhé. 150k 4 cái tấm mica màu vàng chanh có chiều dài là 58,8cm này. Chiều rộng là 14 và độ dày vẫn là 5mm các bác nhé. Mã M40 có giá là 150.000 đồng 4 tấm nhé. 150k 4 tấm cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây cái bộ bánh xe con voi thì em vẫn còn này. Các bác nào cần chi tiết thì em gửi chi tiết nhé các bác nhé. Giá là 1.100.000 đồng một bộ này. Bộ này chịu tải được khoảng 4 tấn một bộ các bác nhé. Ở đây thì em có lưu điện kích từ 12V lên 220V này, xin vuông, công suất là 300W nhé. Giá là 150.000 đồng. Con này thì kích từ 24V lên 220V xin chuẩn nhé. Giá là 850.000 đồng và có màn hình LED điều khiển các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có những bộ cảm biến khói này và cảm biến khí ga này. Cảm biến khí ga là 150.000 đồng một cái nha. Và còi báo là 180.000 đồng một cái này. Có đế inox ở đây các bác nhá. Cảm biến ga và còi báo có thể kết hợp lại với nhau nhá. Ở đây em có thêm một cái mã còi báo của Nhật Palit này, 380.000 đồng một cái nhá. Đấy, điện vẫn là sử dụng DC 12 đến 24V DC. Ba cái thiết bị này thì đều sử dụng điện từ 12 đến 24V DC các bác nhé. Đấy, ở đây thì em sẽ lôi ra test cho các bác một chút để các bác có thể hiểu được cái nguyên lý hoạt động của những cái còi và cái cảm biến khí ga các bác nhé. Ở đây thì em có đấu sẵn một bộ nhé. Em có đấu sẵn một bộ gồm báo cháy này và còi báo này. Để em test qua cho các bác nhé. Nó có thể rò rỉ khí ga hoặc là khói thì nó vẫn là báo được hết các bác nhé. Thì các bác mua hàng thì em sẽ gửi cho các bác cái sơ đồ đấu nối. Còn vì để đấu nối nói ở trên cái video thì nó khá là dài các bác nhé. Đây, trước tiên thì em test bằng ga trước này. Đấy, khi có gò ga này, đấy, nó sẽ báo luôn nhé. Báo. Đấy các bác, em để em thổi đi để em test lần tiếp nhé, để cho nó hết cái mùi ga đi. Đấy, khi mà còi báo thì các bác có một cái nút ở bên trên này, các bác giữ của nó đi thì nó là sẽ là hết báo nhá. Còn ở đây thì em sẽ test khói cho các bác này. Đấy, em sẽ đốt một cái tấm bìa nhá. Tấm bìa thì nó dễ có khói hơn. Đây, có khói này. Khi mà khói nó vào cái vị trí có cảm biến này, cảm biến nhận được thì nó sẽ kêu nhá. Đấy, các bác nhấn cái nút này nó sẽ hết báo đây nhá. Các bác muốn cảm biến nó nhận hơn thì các bác phải khoét rộng cái lỗ này. Còn cái này là zin của nhà sản xuất nhá. Đây, khói này có một tí khói thôi nhá. Đấy, khói nó không có nhiều đâu, nó vào được, nó nhận được cảm biến cái là nó kêu. Đấy, chỉ cần một chút khói thôi nhá. Thế nên mà các bác dùng một cái này rất là an toàn này. Khói nó chỉ có một chút khói nhá. Đây này, để và mà nó ngửi được, nó cảm biến nó ngửi được khói này, nó chỉ nhận được khói thôi là nó kêu. Đấy. Đấy, không có nhiều khói các bác nhá. Không có nhiều khói đâu này, khói nó cháy có tí thôi. Đây, mà nếu nó vào được cái mũi cảm biến này, cảm biến nó nhận được nhá. Các bác để những cái nơi dễ cháy này, nó ngửi được cái là nó kêu rồi. Đấy, nó báo này.
rất là đơn giản rồi các bác nhé. Đấy, ở ngoài khói rò rỉ ga nó cũng báo nha các bác nhé. Đấy, rò rỉ ga nó cũng báo này. Đấy, hàng khá là nhạy các bác nhé. Đấy, đây là video test cho các bác này, giá thì em báo trước đó rồi. Tiếp theo hôm nay em về được một con biến áp, à xin lỗi các bác, con này là con ổn định điện áp. Đấy, ổn định điện áp nhé. Hàng này là hàng của Hasinco nhé. Đấy, đây các bác, em sẽ quay gần cho các bác xem nhé. Đây, hàng của Hasinco này. Đấy, hàng của Hasinco này, các bác lưu ý nhé, cái dãy điện áp của nó này từ 90V này đến 240V nhé. Cái dãy điện áp điện đầu vào này, có nghĩa điện nhà các bác rất là thấp, nó vẫn sử dụng được. Thường thì nó sẽ có các dòng này, dòng từ 90, từ 60 đến 240 này, 90 đến 240 này, 140 đến 240 và 180 đến 240 hay sao đấy. Cái này thuộc dạng là cũng khá là cao nha các bác nhá. Đấy, điện đầu vào này là 90 đến 240V này. Điện đầu ra này sẽ có là 110 và 220V nhá. Điện đầu ra này sẽ có 110 và 220V, công suất của nó là 10 kVA nhá, 10 kỹ nhá. Ở đây có đồng hồ volt và đồng hồ ampere điện áp này. Đó, có AD ở đây này, có AD ở vị trí này, có đèn báo nguồn các bác nhá. Đấy. Rồi, em sẽ đo qua kích thước cho các bác một chút nhá. Kích thước của nó này, chiều dài ở đây sẽ là 40 cm này, em tính đến tận cái tai luôn nhá. Tính đến tận cái tai này là 40 cm các bác nhá. Chiều cao ở đây sẽ là 46 này. Và chiều rộng ở đây là 27,5 cm nhá. Đấy. Giá của nó này là 3.200.000 đồng các bác nhá, ổn áp 10 kVA này. Đấy, cái mặt hông của nó đâu. Đây. Đấy, mặt hông em đã tháo sẵn các bác nhá. Đấy, đây là nội thất bên trong của nó nhá. Đấy, khá là đẹp. Đấy, nội thất bên trong này. Khá là đẹp. Đấy. Đấy, hàng để lâu chắc chắn sẽ có những cái mạng nhện ở đây nhá. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy được những cái mạng nhện này. Đấy. Con ổn áp 10 kVA này, giá là 3.200.000 đồng các bác nhé. Hàng của Hasinco, hàng sản xuất rất là lâu rồi, hàng này là hàng sản xuất cực lâu nhé. Các bác chứ tra cái xem cái mã này, New 2012 này, nó sản xuất rất là lâu rồi các bác nhé. Đấy, cực lâu luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo thì ở đây thì em có những cái mã motor giảm tốc thôi. Mã này thì 250.000 đồng, em quên lên mã các bác nhé. Đấy. Cái này thì em quên lên mã. Đấy, và lúc nãy là vội quá chưa kịp soạn được cho các bác mấy cái hộp mạch giảm tốc nữa. Em có mạch điều khiển của nó nhá. Đấy, vì trưa quá rồi nên mà phải quay video lên cho các bác nhá. Đấy, cái này là motor giảm tốc số 1. Motor số 1 thì các bác nhá. Con này là motor số 1, con motor 24V này. Đấy, con này là 250k các bác nhá. 250k trên một bộ này. Đấy, còn các bác nào mà lấy cả, em có những bộ điều khiển nhá, điều khiển có đảo chiều này. Đấy, cộng thêm này, cộng thêm điều khiển này. Đấy, là 50k nữa các bác nhá, 50k. Nó có đảo chiều này, có đảo chiều, có điều chỉnh được tốc độ các bác nhá. Đấy, cộng thêm một cái điều mạch điều khiển nữa. Đấy, đó, các bác nào cần xem mạch điều khiển thì em chụp ảnh cho các bác nhé. Tại vì cái này em vội quá, em chưa lên được cả bộ cho các bác này. Giá là mình motor không như này, cả cụm motor này, motor 24V kèm hộp số này, khớp nối này, chuyển cho cái bát này là 250.000 đồng, thêm một cái bộ điều khiển tốc độ này, kèm đảo chiều luôn này, là sẽ là cộng thêm 50.000 đồng, là tổng là 300.000 đồng các bác nhé. Đấy, kích thước chiều dài của nó sẽ là 19 này, và đường kính là 7.8 cm nhé. Đường kính mặt tròn cái này có thể tháo ra được hết nhé, tất cả những cái đồ công nghiệp bằng nhôm này. Đấy. Mã motor số 1 nhé, giá là 250.000 đồng các bác nhé, 250.000 đồng một bộ như này, kèm thêm điều khiển nữa là nó sẽ là 300.000 đồng. Đây, tiếp theo để em lên giá cái con này các bác nhé. Đấy. Đây là con bộ trượt
bộ con này là nó gọi là động cơ vít me thôi, gọi là trục vít thôi, trục vít motor trục vít nhé. Đấy, mã motor trục vít này 290k các bác nhé. À con này vẫn để như cũ cho các bác nhé. Con này thì đây là em đấu nối sẵn này, em đấu nối sẵn là 290k nhé. Đấy, còn không là các bác lấy mình motor này cũng là 250.000 thôi. Đấy. Đấy, con này là đấu sẵn nhá các bác nhá. Đấu sẵn công tắc đảo chiều rồi nhá. Đấu sẵn công tắc đảo chiều cho các bác này. Đấy, còn còn các bác lấy mình con này không có công tắc thì các bác tự đảo chiều bằng tay thôi thì là 250 các bác nhá, 250.000 đồng. Con này thì hết hành trình nó tự dừng nhá. Hết hành trình nó tự dừng và hành trình của nó đi được là 14 cm nhá. Hành trình của nó từ đây vào đây được 14 cm này. Đây nó chạy bằng cái trục vít ở bên trong các bác nhá. Đấy. Kích thước chiều dài tổng thể này của nó sẽ là 35 cm các bác nhá. Dài tổng thể ở đây là 34 35 cm này. Chiều rộng phần motor này ở đây là 14 13 14 cm nhá. Motor thì sử dụng được điện từ 12 đến 30 V. Sử dụng được từ 12 đến 30 V, công suất là 50 W các bác nhá. Đấy, lực kéo lực đẩy của nó là 100 cân. Lực kéo lực đẩy của cái vít me này nó sẽ là 100 kg. Đấy, các bác có thể dùng để bắt một cái đầu vào cái cửa này. Cái đây chỗ này thì các bác đẩy thêm những cái thanh trượt. Bác có thể chế những cái cửa kéo, cửa tự động được các bác nhé. Hết hành trình nó dừng mà, không lo các bác nhé. Đấy, nó chỉ lo là hết hành trình nó dừng thì không may nó kẹt, thì các bác không may kẹt tay thì nó vẫn chứ đẩy thôi. Đấy, các bác lưu ý những vấn đề đấy nhé. Nếu mà các bác lắp cửa nhé, nó kẹt thì nó vẫn chứ đẩy, hết lực thì thôi. Đấy, nên mà các bác lưu ý vấn đề đấy. Motor trục vít này 290.000 đồng, có sẵn công tắc đảo chiều các bác nhé. Còn không công tắc đảo chiều, các bác về tự đảo chiều bằng tay thì chế bằng tay thì sẽ là 250.000 đồng cho các bác này. Rồi tiếp theo thì em vẫn còn con quạt hút của Nhật này. Con này nguyên thùng các bác nhé, em bỏ thùng nó ra rồi, nguyên thùng xốp đây, để em với cái thùng xốp cho các bác nhé. Đây các bác, thùng xốp của nó này. À xin lỗi các bác, nguyên thùng bìa cắt tông nhé, từ Nhật về. Đấy. Đây các bác có thể tra mã nha, 15 kg tổng thùng cả hộp này. Đấy, mã FI30CT2 chữ S này. Đấy. Không xem có cái tem gì cái khác lạ nữa không. À, hết rồi các bác nhá, nó chỉ có cái tem bốn phía là cái tem mã của nó thôi. Đấy, bên trong thì có bọc ni lông đàng hoàng nhá, bên trong là túi ni lông này. Đây là thùng nhá, đây là thùng nguyên thùng xốp luôn cho các bác nhá. Đấy, con này là em lên cái mã của nó là quạt hút số 2 nhá. Đây, nó hơi nặng một chút này, lên cái mã quạt hút số 2 sẽ có giá là 2.200.000 đồng nhá. Đây là motor này, motor nằm bên trong này. Đây là chiều quay này, rotation này là cái chiều quay này. Đấy, dây tiếp địa nhá, dây khá mới này, dây được bấm tiếp địa khá mới nhá. Đấy, rồi tiếp theo là ở đây thì em sẽ lật sang cái phần công suất cho các bác này. Đây, phần tem bằng công suất nhé. Đấy. Đây, các bác có thể nhìn các bác chịu khó phóng một chút nhé. Em có bóng đèn nó hơi chói một chút này. Ở đây thì nó có thể sử dụng điện 3 pha 220V này. Và 200V và 3 pha 220V nhé. Có nghĩa là 200V vẫn sử dụng được và 220V sử dụng được. Thực chất của nó này, nó sẽ sử dụng một con biến tần các bác nhé. Trên máy thì nó sẽ sử dụng con biến tần điều khiển tốc độ. Nhưng mà ở đây mình về mình không dùng biến tần thì mình vẫn có thể dùng tụ. Dùng tụ thì công suất nó mắc theo tụ thôi. Đấy, dùng tụ thì công suất sẽ mắc nhé. Đấy, mắc theo tụ các bác nhé. Đấy, nếu mà mình dùng tụ thì công suất nó sẽ chứ chạy theo tụ rồi. Tụ mắc thì nó chạy tụ mắc các bác nhá. Đấy, ở đây thì nếu mà sử dụng điện 200V này, 50Hz đấy, em tính cái 50Hz ở Việt Nam nhá, nó sẽ là 360W nhá. Đấy, còn nếu mà sử dụng điện 220V nhá, nó sẽ lên là 404W. Đấy, mình cứ trừ hao đi khi mà dùng tụ đi. Trừ hao đi nó sẽ còn khoảng là 80% ở đây. 80% của 400W nó vẫn là hơn 300W rồi nhá. Đấy. Đấy, ở đây thì em có đấu sẵn bằng tụ để test cho các bác thôi. Đấu sẵn bằng tụ để test cho các bác nhé.
đợi em một chút, em kiểm tra lại cái tụ đấu nối cái tụ đã. Đây. Đấy, cái này thì chứ phải đấu cho chắc chắn các bác nhá. À, em đấu điện cho nó chắc chắn chứ không này. Rồi, để ra ngoài này. Nó cũng lực khá là mạnh các bác nhá. Đây nhá. À, các bác để em xem là em lấy cái gì nè. Em lấy cái gì để vào đây cho các bác thấy nó thổi đó. Đây. Em sẽ bật lên và em để cái túi bóng vào đây nó thổi nhá. Nó thổi vào cái túi bóng này này. Để xa xa ra một tí này. Này các bác có thể nhìn thấy nó tránh xa ra chứ không thổi bay người các bác nhá. Rồi, em sẽ bật này. Ủa. Đây các bác thấy căng đét cái túi bóng rồi. Nó chạy rất là êm các bác nha, không rung này. Các bác thấy không? Không hề rung nhá. Chạy cực êm luôn. Đấy, em tắt đi. Đấy, đó là chạy tụ thôi mà nó còn êm như thế các bác nhá. Đấy. Đấy, khi tắt rồi nhá. Đấy, khi tắt rồi các bác còn thấy này, nó đang còn xoay này. Nó xoay rất là mượt này. Đấy. Xoay rất là mượt nhá. Hàng mới mà, hàng của Nhật, hàng nguyên thùng mà. Đấy. Đó, rất là mới các bác nhá. Đây, ở đây này sẽ có một cái lỗ ốc này, hai cái lỗ ốc này, ba bốn cái lỗ ốc ở đây để các bác có thể bắt vào cái thành. Đấy, ví dụ các bác cần hút ở đâu các bác bắt vào cái thành, nó sẽ làm hút và thổi cho các bác nhé. Đấy, ở đây thì em sẽ đo kích thước đường kính cái miệng hút này, nó sẽ là 26 cm nhé. Kích thước cái chiều rộng của nó sẽ là 48 này, cái chiều dài này, vì nó là thuộc dạng ốc xoắn này nên nó không đo được đường kính. Đấy, ở cái dạng ốc xoắn, cái chiều dài này nó sẽ là 60 cm này, 60 cm. À đây, em thấy có cái mặt này nó là thuộc dạng là mặt đường kính này. Các bác có thể tháo rời cái quạt này ra này, các bác có thể tháo rời bằng 1, 2, 3, 4 con ốc này. À, em sẽ đo được đường kính của cái này, nó sẽ là 42 nhá. Đấy, các bác có thể dùng 4 con ốc này tháo rời ra được cái quạt thì nó sẽ bung ra được cái con quạt rời nhá. Đấy, còn đây là cái miệng thổi gió này, các bác nhìn thấy cái miệng thổi gió của nó nhá. Đấy, quạt rất là to này. Đấy. Miệng thổi gió của nó có kích thước dài là 23 này và chiều rộng ở đây là 11,5 nhá. Còn độ dày của nó sẽ là 12 cm các bác nhá. Đấy. Đây một con quạt hút của Nhật các bác nhá. Mới có nguyên thùng cho các bác này. 2.200.000 đồng cho các bác nhá. Một con quạt hút số 2 này.